Hội Văn học nghệ thuật Việt Mỹ hay VALA tổ chức buổi giới thiệu Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế Việt Film Fest 2024 tại rạp The Frida Cinema ở thành phố Santa Ana hôm chiều Chủ nhật 22 tháng 9, thu hút đông đảo khán giả và giới làm phim tham dự. Việt Film Fest do VALA thành lập năm 2003 và từ đó trở thành chương trình lớn nhất hàng năm của hội. Là đại hội điện ảnh lớn nhất dành cho các nhà làm phim người Việt hoặc gốc Việt trên toàn thế giới, Việt Film Fest trình chiếu rất nhiều tác phẩm xuất sắc đến từ nhiều quốc gia, phản ánh các quan điểm đa dạng nhằm mở rộng chân trời điện ảnh Việt. Và năm nay thì điểm đặc biệt mà Isa nghĩ đó là có rất nhiều phim tài, có một số phim tài liệu nổi bật. Thí dụ như là phim tài liệu về dòng nhạc New Wave của đạo diễn Elizabeth Ái chiếu vào tối thứ Bảy ngày 12 tháng 10 lúc 7 giờ tối. Thì New Wave thì chắc là người Việt Nam chúng ta ở đây ai cũng biết đến như là nữ ca sĩ Linda Trang Đài, rồi ca sĩ Thái Tài, ca sĩ Henry Chúc, ca sĩ Nhật Hà, những người đã hát rất là nhiều những bản New Wave trong thời kỳ thập niên 80. Và cái điều hay của cuốn phim tài liệu này là nói về tình gia đình trong cái biến chuyển trong cái thời gian thập niên 80 đó, thì giới trẻ của Việt Nam họ tìm về một cái bản sắc bằng cách qua cái âm nhạc New Wave như thế nào. Đó là cuốn phim mà Isa nghĩ là sẽ thu hút được rất nhiều người. Tại vì thích coi phim Việt Nam rồi cũng thấy nhiều lần rồi mà chưa có đưa lần này muốn đi thử. Thì chị yêu hồi trước giờ đó thì cũng muốn đưa mẹ đi, nhiều lần muốn đưa đi nhưng mà chưa có dịp, thì lần này tình cờ biết được thì mới đưa tới đây. Thì lần đầu tiên thì nó cũng ở đây đông vui nhộn nhịp, thì cũng hy vọng là mình tìm được cái phim nào đó mà mình cảm thấy thích để mua vé đưa mẹ đi coi tiếp. Isa cũng rất là vui khi mà thấy cái sự hưởng ứng đông đảo của khán giả và của các nhà làm phim nữa. Có nhiều người, đây là lần đầu tiên họ gửi phim đến Việt Film Fest và họ rất trẻ và đến từ nhiều nơi trên Hoa Kỳ, và rất nhiều người là đạo diễn trẻ lần đầu tiên làm phim. Thì ra Isa cũng rất là vui để chia sẻ điều này với lại quý khán giả. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Việt Film Fest. Tôi rất phấn khởi và buổi giới thiệu có nhiều chương trình đặc sắc nên thật vui khi có mặt ở đây. Tôi bắt đầu làm phim từ những năm trung học và theo đuổi điện ảnh tới bây giờ. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm phim về cộng đồng gốc Việt. Tôi cũng mới thắng giải thưởng Emmy cho một dựng phim đó. Phim Newspaper lấy cảm hứng từ tuổi thơ của chính tôi. Thời điểm mà gia đình tôi mới sang Mỹ định cư vào những năm 1990. Lúc đó, cha mẹ tôi thường đi phát những tờ báo, nên tôi muốn tái hiện lại đời sống của người Việt nhập cư, cố gắng hòa nhập vào cuộc sống ở Mỹ. Phim của em là kiểu documentary, bộ phim gọi là The Empathizer. Em nói chuyện với những người Việt Kiều mà chọn để đi về nước Việt Nam, để trở về nước Việt Nam để ở. Nhưng mà cha mẹ của họ đã vượt biên rồi. Thì em cảm thấy đó rất là interesting để nói chuyện với những đứa đó. Buổi giới thiệu trình làng trailer của Việt Film Fest năm nay và công bố đề cử cho nam và nữ diễn viên xuất sắc nhất cũng như giải trống đồng cho phim ngắn và phim feature. Buổi giới thiệu Việt Film Fest có sự tham dự đông đủ của giới nghệ sĩ, các thân hữu của VALA, trong đó có tài tử Long Nguyễn, từng hai lần đoạt giải nam diễn viên xuất sắc cho phim Vượt Sóng tại Newport Beach Film Festival và cho phim Vai Diễn Đổi Đời tại Việt Film Fest. Cho nên Long rất là sống còn với VIP, không có VIP là từ ngày xưa rồi. Cho nên rất là nhiều diễn viên, rất là nhiều những người đạo diễn có những festival như là Việt Film Fest thì mới đầu gọi là nó cũng nghĩ là chỉ sống sót có thể là 5-10 năm thôi, nhưng mà càng ngày thấy nó càng mạnh. Cho nên cái ước muốn của Long là muốn là Việt Film Fest sẽ sống sót dài dài, không những cho những thế hệ của Long và cho những thế hệ sắp tới đây nữa và cho những thế hệ tương lai nữa. Và hy vọng những người làm nghệ thuật ở bên Mỹ và những người làm nghệ thuật ở bên Việt Nam và mình sẽ đoàn kết để mà càng ngày càng tiến triển học hỏi ở những nước ngoài, và không những giúp cho người Việt Nam ở nước ngoài, giúp cho người Việt Nam ở trong nước Việt Nam, và hy vọng sẽ cống hiến cho thế giới
cũng như là phim đại hàng, ví dụ mình có thể làm đi tới vòng quốc tế. Trong hai thập niên, Việt Film Fest thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả và các nhà làm phim. Hàng năm, Việt Film Fest thường nhận được từ 60 đến 100 phim từ nhiều quốc gia trên thế giới như Canada, Pháp, Đức, Na Uy, Ba Lan, Israel, Úc, Thái Lan, Nhật, Nam Hàn, Malaysia, Việt Nam và Hoa Kỳ. Năm nay, ban tổ chức nhận được 104 phim dự thi. 50 phim sẽ được chiếu tại Việt Film Fest, trong đó có 39 phim ngắn và 11 phim feature. Việt Film Fest 2024 bắt đầu chiếu trực tuyến từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 10 và các phim chọn lọc sẽ được chiếu tại rạp The Frida Cinema, thành phố Santa Ana vào 3 ngày 11, 12 và 13 tháng 10.